Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp tất cả các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị lắm đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh của chúng mình nha. Xin chào! Cristiano Ronaldo là cái tên có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, không chỉ trong bóng đá. Nhưng bạn có bao giờ thắc mắc rằng liệu bên ngoài những bàn thắng, những phút giây thăng hoa lấy đi biết bao trái tim cũng như những người hâm mộ trên sân cỏ, thì Ronaldo ngoài việc đá bóng ra thì còn nhân cách nào tốt đẹp mà chúng ta không biết hay chưa? Hôm nay hãy cùng chúng tôi xem lại những lần Ronaldo thể hiện mình là người mang một trái tim vô cùng ấm áp qua những cử chỉ hành động tuyệt vời của anh đối với người hâm mộ, đồng đội và cả đối thủ của mình nhé! Mặc dù Edinson Cavani chính là tác giả của hai bàn thắng giúp Uruguay giành chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha, qua đó tiễn nhà đương kim vô địch Euro về nước để hiên ngang bước tiếp vào tứ kết World Cup 2018. Nhưng khi tiền đạo mang áo số 21 gặp chấn thương và phải tập tễnh rời sân, CR7 đã sẵn sàng dìu Cavani đến chỗ của các nhân viên y tế với cái ôm vô cùng ân cần. Có lẽ cuộc sống thiếu may mắn của cô bé phải di chuyển bằng chiếc xe lăn này đã phần nào được an ủi khi em chính là người được Cristiano Ronaldo dắt tay bước ra sân trong trận đấu Bồ Đào Nha đối đầu với chủ nhà World Cup 2018 đội tuyển Nga. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bé gái này, chắc hẳn người hâm mộ trên toàn thế giới cũng phải cảm thấy hạnh phúc và tự hào về hành động tuyệt vời mà CR7 mang lại. Pha khóa tay kinh điển của Sergio Ramos với Mohamed Salah trong trận chung kết Champions League năm 2018 giữa Real Madrid và Liverpool khiến tuyển thủ người Ai Cập không thể thi đấu tiếp. Ronaldo đã đến và động viên Salah khi anh không kìm được những giọt nước mắt vì đau, vì không tiếp tục chơi một trận chung kết quan trọng bậc nhất trong cuộc đời khi rời sân. Một lần hiếm hoi mà đội tuyển có tận 12 người trong bức ảnh chụp toàn đội trước trận đấu. Nguyên do là Ronaldo đã để anh chàng cổ động viên này một suất đứng cạnh mình trong khung hình. Sau đó, đội trưởng của tuyển Bồ Đào Nha còn dành tặng chàng trai này một cái ôm hết sức thân thiện. I'm tired of the pain. Go away. Những hình ảnh rõ nhất cho thấy tình bạn của hai đối thủ trên sân cũng như hai trong số những huyền thoại vĩ đại bậc nhất của làng túc cầu thế giới. Đầu tiên, cái bắt tay thân thiện trong đường hầm khi lúc này cả hai đều mang trên tay tấm băng thủ quân của cả Bồ Đào Nha lẫn Argentina là những người thủ lĩnh đi đầu khi hai đội tuyển bước ra thi đấu. Khi Cristiano Ronaldo không thể tham gia vào trận siêu kinh điển, anh cũng đã xuống sân và trao cho người đối thủ lớn nhất của anh, Lionel Messi, một cái ôm trìu mến. Đáp lại điều đó, M10 cũng mừng rỡ khi đón nhận cái ôm này. Cả hai trao nhau những ánh nhìn thân thương. Khi nhìn hình ảnh bình dị này của cả Messi và Ronaldo, chúng ta chẳng còn nhìn thấy sự đua tranh giành giật nhau từng danh hiệu, từng kỷ lục của hai vĩ nhân này. Thay vào đó là một tình bạn thực sự. Những phút giây thư giãn của cặp đối thủ được xem là hoàn hảo nhất thế giới bóng đá. Without his crown, I'm breaking your face.
Tiếp tục là những cử chỉ ấm áp của Ronaldo khi anh không trong trang phục thi đấu. Trong bộ suit bảnh bao, cựu cầu thủ của Real Madrid sẵn sàng dừng lại bước đi của mình để ký tặng một cậu bé những dòng chữ ký lên áo. Có lẽ chú bé trong trang phục tuyển Bồ Đào Nha cùng số 7 sau lưng này đã đợi Ronaldo khá lâu và CR7 sẵn sàng giúp ước nguyện của cậu ấy trở thành hiện thực. Chắc hẳn chú bé này sẽ vô cùng tự hào và khoe với chúng bạn về chiếc áo vô cùng đắt giá với chữ ký của Ronaldo. Gianluigi Buffon dù có là đồng đội hay từng là đối thủ của Ronaldo, huyền thoại người Italia luôn nhận được sự tôn trọng đến từ CR7. Khi còn là đối thủ đối đầu trực tiếp nhau, Buffon là nạn nhân của những bàn thắng, những siêu phẩm để đời của Cristiano Ronaldo. Nhưng thủ môn năm nay đã bước sang tuổi 42, luôn dành cho đối thủ những lời khen có cánh. Đáp lại, Ronaldo cũng luôn có những màn ôm hôn thân thiện như này khi Buffon đang trả lời phỏng vấn. Trong pha tranh chấp, mặc dù đã thu chân lại, nhưng Ronaldo vẫn khiến cho cầu thủ mang áo số 5 bên phía Argentina phải nằm sân đau đớn. CR7 ngay sau đó đã liên tục hỏi han lo lắng cho anh chàng này. Và đáp lại điều đó, trung vệ bên phía Albiceleste cũng vỗ nhẹ Ronaldo để đáp lại rằng mình ổn. Hai cậu nhóc này có lẽ là những người may mắn nhất hành tinh. Chú bé được Ronaldo cầm tay trực tiếp bước ra sân và đã được CR7 ký thẳng lên chiếc giày đá bóng cậu đang mang. Còn cầu thủ nhí ngay bên cạnh, do không biết giữ thăng bằng khi lò cò một chân để được ký lên giày, nhưng vẫn vô cùng vui sướng khi được cựu sao Real ký chữ ký của mình lên áo. Một tình huống sơ cứu cầu thủ bị chuột rút ngay ở trên sân của Ronaldo. Đáng nói, đây không phải là đồng đội mà chính là đối thủ của CR7. Nhưng dù bất kể là ai thì Ronaldo cũng luôn tỏ ra vô cùng quan tâm và luôn là một trong những người đầu tiên giúp đỡ mỗi khi ai đó phải nằm sân vì chấn thương. Đã là một siêu sao, một người có tầm ảnh hưởng lớn bậc nhất trên thế giới, thì việc có một người hâm mộ đi kèm với đó là những người ghét, những anti-fan là điều đương nhiên. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Cristiano Ronaldo vẫn luôn là một nhân cách vô cùng hoàn hảo và đáng để noi theo, không chỉ ở việc anh thi đấu xuất sắc mà còn ở trái tim vô cùng ấm áp của siêu sao người Bồ Đào Nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.